Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với hệ thống Hiếu Thành Phát xe máy nhập khẩu nha. Chờ hôm nay thì Liễu sẽ review cho các bạn về dòng xe Sonic. Hiện tại bên tay phải của Liễu đây là có hai em Sonic, một em màu xám, này là gọi là màu xám vàng, màu nhám. Còn một em bên cạnh là màu, cũng là màu xám luôn nhưng mà là màu xám bóng và có tem hơi nổi bật một chút, đó là tem cá mập này các bạn. Đó. Thì trước khi vào giới thiệu về tem xe hoặc là giới thiệu về xe thì Liễu đi vào báo giá trước nha. Hiện tại là bông báo cho các bạn một tin cực kỳ vui. Hiện tại là dòng xe Sonic bên Liễu, dòng sơn 3D bên Liễu mới hạ giá. Hiện tại đang có giá là 53 triệu thôi, chưa bao gồm thuế phí gì hết. Bạn nào ở huyện nào, tỉnh nào hoặc là biết giá cả một cách cụ thể hơn thì hãy inbox ngay qua Zalo cho Liễu hoặc là số điện thoại chính chủ nha, là 0383 835 066 ha. Đây, đầu tiên là Liễu sẽ giới thiệu cho các bạn về tem của em Sonic màu nhám như thế này. Khi chúng ta vừa nhìn vào em Sonic luôn á thì chúng ta cảm thấy là em nó khá là đơn điệu, tức là không có những cái chi tiết nào mà nó cảm thấy là rối ren lên hoặc là như rất là đơn giản thôi. Được thiết kế rất đơn giản, nó chỉ là một dòng Sonic tem màu vàng như thế này. Một Sonic tem màu vàng như thế này ở trên cái nền màu xám hoàn toàn em xe luôn, không có một những cái chi tiết nào khác ngoài như cũng chữ Sonic thế này ha. Và hình Honda cánh chim như thế này đây. Đó. Nhìn em Sonic này thì Liễu cảm thấy là phù hợp với những bạn nào mà thích sự đơn giản nhẹ nhàng thôi. Không quá là cá tính hay là nổi bật gì đó thì chúng ta nên sở hữu cái dòng xe như thế này. Và thường thì thiết kế của em Sonic là như chúng ta, những bạn nào đã từng sở hữu cũng biết rồi, rất là nhẹ, rất là dễ di chuyển trong những nơi mà đông người hoặc là những khu vực thành phố. Tại vì thường là những em xe những Sonic thì thường các bạn hay ở khu vực như thành phố Hồ Chí Minh hay là Tây Ninh hay là Biên Hòa gì đó, những khu vực mà thành phố đông người á, những nơi đông người thì chúng ta nên sở hữu những em như thế này, rất là dễ di chuyển và luồn lách luôn ha. Tiếp theo qua em bên này. Em này là em màu xanh bóng luôn, nhưng mà em nó đặc biệt hơn một chút, nổi bật hơn một chút bởi em nó sở hữu được cái kế của hàm răng cá mập như thế này. Đây các bạn quan sát rất là cá tính luôn. Đầu tiên là con mắt này, các bạn thấy không? Con mắt ở đây. Con mắt đây và dưới này là một cái hàm răng nhìn rất là mạnh mẽ. Và thiết kế của em Sonic là vốn dĩ đã mạnh mẽ rồi, nhỏ gọn nhưng mà không thiếu phần mạnh mẽ thì thêm cái thiết kế tem như thế này nữa là giúp cho em xe chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn nữa ha. Đó. Thì em này cả vẹt em bán sẽ ra là màu xám đen đỏ nha các bạn. Ra ba màu xám đen đỏ thì đây là màu sơn 3D luôn. Ngoài hai màu này ra thì bên Liễu còn lên rất là nhiều màu khác nữa như là màu hồng, màu vàng, màu titan gì đó. Thì các bạn muốn biết thêm những cái màu khác nữa thì hãy inbox ngay qua Zalo cho Liễu. Liễu sẽ gửi mẫu đó qua cho các bạn tham khảo luôn ha. Bây giờ Liễu sẽ đi vào thủ tục trả góp nhé. Thì hiện tại là dòng Sonic bên Liễu trả góp thì chỉ cần trả trước cho bên Liễu được tầm khoảng là 9 triệu trở lên thôi là mình có thể lên hồ sơ trả góp được rồi. Hồ sơ thì gồm chứng minh hộ khẩu hoặc là chứng minh bằng lái thôi, không cần hợp đồng lao động hay là sao kê bảng lương gì hết ha. Cửa hàng của Liễu là siêu thị xe máy Hiếu Thành Phát, thuộc tổ 6, khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Xung quanh đây thì khá là nhiều cửa hàng nên là nếu mà chúng ta muốn biết chính xác cửa hàng của Liễu được giá ưu đãi hơn á thì hãy inbox ngay qua Zalo cho Liễu sẽ gửi ngay cái bảng hiệu của cửa hàng Liễu qua cho các bạn. Để chúng ta đi không bị nhầm cửa hàng á. Và đặc biệt là trước khi tới cửa hàng mà có liên hệ qua cho Liễu hoặc là tới cửa hàng và nói là liên hệ qua cho chúc Liễu thì sẽ được hỗ trợ cho các bạn từ 500 ngàn tiền xăng xe và có thể là hơn như thế nữa, có thể là từ 800 ngàn tới 1 triệu tiền xăng xe nữa ha. Tùy vào là các bạn mua xe gì và hình thức mua của các bạn là trả tiền mặt hay góp ha. Đây là lần đầu tiên bên Liễu lên xe có dàn mũ màu vàng nha. Và em này là màu vàng bóng nè. Thì ở những clip trước là Liễu cũng đã giới thiệu về em này rồi, thì hôm nay Liễu chỉ giới thiệu sơ qua và đi vào báo giá ha. Và đặc biệt là ở clip hôm nay Liễu sẽ báo giá cho các bạn. Bởi vì giá bên Liễu mới xuống giá cho nên là hôm nay Liễu sẽ báo giá cho các bạn để chúng ta tham khảo và tranh thủ mua xe ở cái điểm hiện tại ha. Đây là Vario 150 màu xám lông chuột, màu zin đi cùng với lại dàn mũ màu vàng. Thì hiện tại em này bên Liễu đang bán với giá 50 triệu đồng nhé, chưa bao gồm thuế phí gì hết ha. Ok, tiếp theo của em bên cạnh màu sơn 3D, màu này là màu xanh đậm. Nó không phải, nó cũng không hẳn là màu xanh chuối đâu, nó là xanh chuối, là xanh dạ quang, thì xanh này nó đậm hơn một chút. Đây là màu sơn 3D luôn, 150. Thì hiện tại bên Liễu đang bán với giá là 49 triệu 500 ngàn đồng em này. Tiếp theo qua em màu titan luôn, 49 triệu 500 ngàn đồng nha. Cũng là màu sơn 3D. Với những bạn nào mà đã từng coi những, từng theo dõi những cái clip bên Liễu rồi thì các bạn cũng biết là tất cả những cái dòng xe như Sachi, Rider hay là Vario, Sonic bên Liễu đã lên cái màu xanh titan này rất là nhiều nè. Màu này rất là đặc biệt luôn đó các bạn. Tiếp theo qua em trắng cam, trắng cam clip Thái. Những bạn nào mà đam mê dòng clip Thái nhưng mà không thích cái xuất xứ của em nó là ở Thái Lan á, thì chúng ta có thể là sang một dòng xe Indo. Thì em này là màu trắng là sơn 3D đi cùng cái dàn mũi zin của clip
Thì hiện tại em này bên Điệu đang bán với giá 51,5 triệu nha các bạn. Giá mới xuống các bạn, hồi trước là em này là năm khoảng 52,5 tới 53. Ở đây là màu xanh xi măng. Với những bạn thực chất thì cũng thấy là màu xanh xi măng này là chưa bao giờ là ngừng hot luôn á. Nhìn màu rất là nhẹ nhàng, đặc biệt là các cô hay các chị rất là thích cái màu như thế này, rất là nhẹ nhàng, nhu, rất là nhu á. Thì em này được ưa chuộng cả những dòng như Vision hay là Sonet Sachi luôn, không chỉ riêng là Vario. Thì hiện tại đây là nhỏ sơn 3D, bên Liệu cũng đang bán với giá 49,5 triệu nha các bạn. Ok, tiếp theo em màu này là màu xanh ngọc bích. Sáng giờ Liệu nhận được rất nhiều câu hỏi về em này, tức là về màu sơn, em nói về chế độ bảo hành như thế nào, như kia thế nào. Thì Liệu còn báo giá em này trước. Thì em này hiện tại bên Liệu cũng là màu sơn 3D, đang bán với giá là 49,5 triệu luôn. Và Liệu báo luôn là tất cả các màu sơn bên Liệu hiện tại là bảo hành cho các bạn 1 năm về màu sơn nhé, để nói chung là để đảm bảo sự an tâm cho khách hàng thôi ha. Tiếp theo qua em màu này là màu xám lông chuột đi cùng với dàn mũ màu cam, không lẽ là dàn mũ màu vàng. Thì em này hiện tại bên Liệu cũng đang bán với giá 50,5 triệu nha các bạn. Em này là màu trắng đi cùng với là dàn mũ màu xanh. Thì hầu như là quay nhiều dòng xe một lúc như thế này, thứ nhất là thời gian có hạn, thứ hai là các bạn không quan sát được kỹ cái mẫu xe đó như thế nào. Thì chúng ta chỉ có thể là coi sơ qua thôi và inbox qua Zalo cho Liệu, Liệu gửi mẫu một cách cụ thể hơn cho các chúng ta quan sát chi tiết hơn về em nó ha. Hiện tại em này bên Liệu cũng đang bán với giá là 51,5 triệu nhé. Khác lạ hơn một chút, em màu đỏ đi cùng với dàn mũ màu xanh. Em này có hải quan sẵn rồi nè. Em này hiện tại bên Liệu đang bán với giá là 51,5 triệu luôn nha. Màu nhạt đỏ sơn 3D và đi cùng với màu xanh bên trong. Nếu mà chúng ta không thích thì bên Liệu vẫn có thể lên màu sơn theo yêu cầu của khách hàng, và có thể ráp xe theo yêu cầu sở thích của các bạn nữa ha. Đây, ngoài ra là bên Liệu còn một số mẫu như là màu cam nè, màu xanh đi cùng với dàn mũ màu cam nè, và cái màu trắng đi cùng với dàn mũ màu xanh xi măng nè. Đó, cái màu đó là rất là lạ luôn. Có những bạn nào mà muốn quan sát kỹ hơn về em nói thì inbox cho Liệu gửi mẫu nha các bạn. Tại vì lần đầu tiên bên Liệu lên cái màu dàn mũ màu xanh xi măng á, rất là nhiều khách thích cái mẫu đó luôn. Thì đó, đó là những cái màu xe Vario 150 bên Liệu đã từng ra. Ngoài ra 125 thì bên Liệu hiện tại đang rất là giá ưu đãi luôn, dao động tầm khoảng từ 37 triệu trở lên thôi. Nên là chúng ta hãy nhanh tay sở hữu ngay xe trong cái thời điểm hiện tại. Vậy cái thời gian mà giảm giá thì nó chỉ có hạn thôi, chứ nó không có được kéo dài lâu, nên là hãy tranh thủ ngay nha các bạn.